Oriental doctor. OD. Biết gì chữ OD. Còn mấy ông bác sĩ Tây thì MD. Mấy bác sĩ mà mình đi mình thấy theo bản là mấy ông là MD. Còn bằng mấy bằng OD thì không có cần thi cũng có thể xin OD được. Bác sĩ Đông Phương như thầy thuốc Bắc hay là thầy thuốc Nam đồ hút thuốc vẫn xin với bác sĩ Đông Phương. Nhưng mà đông y là Oriental Medicine. Oriental Medicine là đông y. Còn Western Medicine là Tây y. Ví dụ như tôi uống cái này đây là đông y này, Tây y này, thuốc Tây. Ngày tôi có 4,000 tôi uống. Nên là toàn Western Medicine. Nhưng mà nếu tôi ra tôi uống cỏ, tôi uống cam thảo, tôi uống thuốc nhầu noni rồi đó, cái đó là Eastern. Trước khi mình có thuốc Tây thì mình có thuốc ta chứ, phải không? Hồi xưa tổ tiên mình sống bằng thuốc ta lâu lắm. Rồi thuốc Bắc, mình có thuốc Nam và thuốc Bắc. Thuốc Nam là thuốc ở nước mình, thuốc Bắc là bên Tàu đem qua là thuốc Bắc và thuốc Nam. Nhưng rồi Tây mới qua sau mà thuốc Tây. Chừng nào mình có thuốc Đông, Bắc, Nam, Tây kia có Đông ấy. Nhưng mà đông y. Cho nên á, là khi nào mình thấy cái ông bác sĩ và đằng sau ông ký cái chữ có chữ M và chữ D đó là mình biết là ông là bác sĩ Tây y nhé. Thì bác sĩ đó mới tính tiền được, còn bác sĩ mà Đông Phương tính tiền khó trả lắm, nhà nước không có trả. Mình đi châm cứu, mình đi đâm bóp, mình uống thuốc Bắc mà mình đòi tiền bảo hiểm nó khó đền lắm, nó khó đền lắm. Nhưng mà thuốc Tây y nó đền. MD là Medical Doctor nhé. Còn đây là Western Medical Doctor là một bác sĩ thì mình thêm chữ Western thôi chứ thực sự chữ Medical Doctor là nó là hiểu là Tây rồi đó. Nhưng ấy là một bác sĩ Tây, ông Doctor, ông Doctor Tây. Hồi xưa là mình ông Doctor đó. Tôi cũng đi châm cứu nữa. I went for acupuncture too. I went for acupuncture. Chữ là châm cứu đó, nhớ nổi không? Acupuncture. Puncture là đâm thủng. Puncture. Cute là nhỏ. Cute. Cô đó xinh lắm, nhỏ. It's very cute. Cute là nhỏ. Puncture là đâm lũng đó. Hai cái đó mình đâm. Acupuncture. Đấy là bằng đâm xuống bằng mấy cái kim nhỏ xíu lại. Acupuncture. Học chữ đó đi, tại vì mình dùng đó. Acupuncture. Acupuncture. Ở Cali đó mình đi châm cứu người ta trả tiền, bác sĩ nó hay bảo hiểm trả tiền. Nhưng mà cái người mà châm cứu phải được certified, phải được bằng cấp của chính phủ cho phép. Thì là tức là nó có người đó có cái họ in cái tên là sau chữ họ có chữ CA. CA là certified acupuncturist, một nhà châm cứu mà được chính phủ cho phép, gọi là certified acupuncturist. Thì họ viết tắt bằng chữ gì? CA, giống như chữ Cali vậy đó. Thì mình biết cái người đó có bằng được phép châm cứu mình. CA. Nhiều tiểu bang không cho, tiểu bang Cali cho. Thành ra tiểu bang Cali mở trường vậy đó. Tiến bộ lắm đó, vẫn là giống được. Hồi xưa có lần mà bên Tàu họ châm cứu giỏi lắm, họ mời mấy bác sĩ Tây được qua bên Tàu họ mổ. Họ mổ cái người đó nằm mình mổ bình thường mà không đến thuốc mê gì hết á, châm cứu mà. Châm rồi cắt mổ mà người đó vẫn cười ngon. Đọc báo Mao Trạch Đông, đọc sách Mao Trạch Đông như vậy. Đưa cái bụng này cho tôi cắt mổ, bây giờ nó tay cầm sách Mao Trạch Đông đọc. Không có đến thuốc mê gì hết. Nó đã từng biểu diễn như vậy là châm cứu không á. Chứ còn Mỹ là Tây là phải đến châm cứu để tuyên truyền mà. Hồi nó lâu rồi, mời bác sĩ Tây Mỹ tôi tới coi tôi mổ. Không có đánh thuốc mê gì, cắt đại, châm cứu xong rồi, cắt. Tôi có đau, tại vì cái đau là nó lên trên đầu á. Nhưng mà nó chậm cái đường điện thôi, cái đường điện nó không có lên đầu, đầu đâu thấy đau nè.
là không có đau, bấm huyệt mình thấy nhớ không? Đó là cái keo tiêu băng chơi nó là một cái khoa học rất là xưa. Cho nên nó có chứ không phải là nó mê tín gì đâu. Dạ. Yeah. Tôi ho nhiều lắm. I cough a lot. I cough a lot. I cough a lot. I cough. I cough a lot. I cough a lot. I cough a lot. Cough, cough là ho nha. Cái đó mình nên học tại mình. Năm cũng ho một lần, thấy không? Cough. 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 I cough a lot. A lot là nhiều. Nhiều. I cough a lot. Tôi ho nhiều. Tôi ăn nhiều, I eat a lot. I eat a lot. Cô đó cô ăn dữ. She eats a lot. She eats a lot. Thầy thuốc mà xấu á thì giết một mạng người, nhưng mà làm chính trị mà xấu á thì giết cả một nước. Câu này là câu của hình như là của Khổng Tử ngày xưa. Bad physician. Bad physician. 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 Thầy thuốc nha. Physician. 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 Mình dùng physician cho ông bác sĩ Tây cũng được, mà bác sĩ Tàu ta cũng được. Người nào chữa bệnh thì là physician, là thầy thuốc. Nha. Chứ thầy thuốc không có nghĩa là phải là bác sĩ. Nha. Nhưng mà chữa dùng physician có nghĩa chung hết cho ai chữa bệnh là physician. 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 Kills one life. Kills one life. Giết một mạng. Kills one life. But bad politician. Bad, bad politician. 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 Là chính trị gia, người làm chính trị đó. Politician. 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 Kills one nation. Kill one nation. Kills one nation. Kill one nation. Kill one nation. Tôi đố các bạn ở chơi quận Cam của mình có nhiều chính trị gia không? Kể là nghe lại. Ví dụ cô Janet Nguyễn đó. Đó là politician. André Quách là politician. Trần Thái Văn là politician. Còn ông Ngô gì đó, Ngô Kỷ phải chính trị gia không? Phải politician. Phải politician phải được người ta bầu vô một cái chức vụ nào để mà điều hành thành phố, cái quận. Còn mình cứ đi ra biểu tình đó, mình không phải là politician.